Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hello cả nhà. Những hình ảnh này là ngay chỗ giao lộ Trần Bình Trọng, bến Hàm Tử cũ đó cả nhà. Vào khoảng năm 2010 thì nơi này đã được chỉnh trang xây dựng lại thành đại lộ Đông Tây, rồi mang tên Võ Văn Kiệt kể từ 30 tháng 4 năm 2011. Bến Hàm Tử ngày nào giờ đây đã trở thành một đại lộ hiện đại với 4 làn đường rộng lớn rồi cả nhà. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ mời cả nhà mình cùng đi dạo và thăm lại đường Trần Bình Trọng, quận 5 nha cả nhà. Bản khu phố văn hóa này là hẻm 14 Trần Bình Trọng. Đây là ngã tư Trần Bình Trọng, Cao Đạt. Chỗ này là hẻm 57 Trần Bình Trọng. Công ty Mai Việt Tiến Tung Sinh tại 47 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5. Hẻm 73 Trần Bình Trọng này, ngay đầu hẻm có quán hủ tiếu Nam Giang Chú Tứ, đã bán gần 30 năm.
trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, địa chỉ 81 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5. Căn nhà lầu màu xanh đậm là quán cà phê Catinat. Quán nằm ngay góc ngã tư này là Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo. Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 5, địa chỉ 76-78 Trần Bình Trọng. Quán Lẩu Thái Một Người, Johan, tại 68 Trần Bình Trọng. Sát kế bên là hẻm 70 Trần Bình Trọng đó cả nhà. Tòa nhà có treo cờ này là Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 5, địa chỉ 97 Trần Bình Trọng. Thẩm mỹ viện Túi Mơ tại 113 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5. Chỗ tấm bảng màu xanh này là hẻm 121 Trần Bình Trọng. Bệnh viện mắt và trung tâm mắt kính Cao Thắng tại số 135 Trần Bình Trọng, quận 5.
bản khu phố văn hóa này là hẻm 151 Trần Bình Trọng. Hy vọng đây có thể là hẻm nhà anh chị Thanh Lê. Sài Gòn mãi nhớ có cố tìm hẻm 157 như anh chị đã nói, mà không thấy có hẻm nào có số 157. Đây là những hình ảnh đoạn đầu hẻm 151 Trần Bình Trọng. Trụ sở Công an phường 2 quận 5 tại 165 Trần Bình Trọng. Đến đây là đã đến ngã tư Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi rồi cả nhà. Chỗ này là hẻm 120 Trần Bình Trọng, đi thông ra tới đường Nguyễn Biểu. Nhà thờ chợ quán đẹp cổ kính với khuôn viên rộng rãi và thoáng mát. Sát kế bên nhà thờ là tu viện Mến Thánh Giá chợ quán, địa chỉ 118 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5. Qua khỏi trạm biến điện màu xanh này là sẽ nhìn thấy cổng phụ nhà mồ cụ Trương Vĩnh Ký. Địa chỉ 175 Trần Bình Trọng, quận 5 là trạm cơm nghĩa tình của anh Phong Bụi. Đây là quán bán cơm trợ giá cho người lao động với giá 10.000 một phần và cũng cung cấp những suất ăn miễn phí cho người nghèo, sinh viên và người bệnh.
Quán bánh canh cua 14 khá ngon và sạch sẽ, có giá từ 48 đến 68 ngàn một tô. Địa chỉ quán 221 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5. Cả nhà đang nhìn thấy cột đèn tín hiệu giao thông chỗ này là ngã tư Trần Bình Trọng, An Dương Dương. Trụ sở Công an phường 3 quận 5 tại 184 Trần Bình Trọng. Quán cháo dịch Thanh Đa gốc Nhà Lá tại 148 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5. Tiệm mắt kính Quang Y tại số 287 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5. Thẩm mỹ viện Nevada tại 265 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5. Đây là hẻm 315 Trần Bình Trọng. Chỗ này là ngã tư Trần Bình Trọng, Trần Phú đó cả nhà.
nhà hàng Con Cò ở địa chỉ 242 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5. Mấy năm trước, nơi này rất đông khách và nhộn nhịp, nhưng hiện tại đã đóng cửa, bỏ hoang. Sát kế bên là hồ bơi Lam Sơn. Quang cảnh trường trung học thực hành, giờ này là gần 11 giờ trưa, nên có rất nhiều phụ huynh đang tập trung bên ngoài cổng để chờ đón con. Đoạn này của đường Trần Bình Trọng có khá nhiều tiệm bán phụ tùng và sửa chữa ô tô. Khách sạn Equatorial rất lớn và sang trọng tại 242 Trần Bình Trọng, quận 5. Đến đây là đã đến chỗ giao với đường Hùng Vương, cũng là hết đường Trần Bình Trọng rồi đó cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.